Xin chào tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng thì em xin kính chúc mọi người một tháng mới thật là nhiều thành công và thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay em lại lên video giới thiệu với mọi người tất cả các dòng iPhone có tại shop An Thảo. Và nhà em là chuyên bán hàng iPhone cũ đã qua sử dụng, hàng chính hãng của Apple sản xuất và cam kết là máy zin nguyên bản. Tình trạng cụ thể thì sẽ giới thiệu trực tiếp ở trên cái video này. Hôm nay nhà em có rất nhiều sản phẩm để giới thiệu với mọi người. Giá thì cực kỳ là rẻ, giá sinh viên, giá học sinh, rất phù hợp với rất là nhiều lứa tuổi. Đấy, nói chung là lứa tuổi nào mà mua iPhone nhà em đều được hết. Máy rẻ có, máy thanh lý có và máy hàng chất cũng có nha. Rồi Zalo và số điện thoại tư vấn của em chỉ duy nhất một số là 0338305595, Facebook là Nguyễn Cherry. Và hàng nhà em mua hàng thì nhà em có ship code toàn quốc. Mình được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nhé. Được kiểm tra hàng ok rồi mới thanh toán tiền cho shipper ạ. Đấy, mọi người lưu ý giúp em và trước khi mua hàng thì mọi người vui lòng cọc trước 100 giúp em qua hai tài khoản Techcombank và Vietcombank. Chủ tài khoản là Nguyễn Anh Đào hoặc là cọc qua thẻ Viettel đều được nha mọi người. Cọc qua thẻ Viettel đều được. Rồi ok, hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người cái dòng iPhone có tại shop em nhé. Đầu tiên là cái cây hàng thanh lý trước nha. Cây SE2020, bộ nhớ 128GB. Cây này thay pin mới 100% nhé. Cây này là hàng thanh lý nha. Và hàng thanh lý thì tất nhiên nó phải lỗi thì mới thanh lý. Đây, hình thức cây này thì đẹp 99% luôn. Đẹp 99% và thay pin mới. Thay pin mới thì dòng SE2020 là sẽ báo linh kiện không xác định nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Đấy, thay pin chuẩn nên là mình cứ để vậy sử dụng thôi. Bản 128GB có thể sử dụng được 2 SIM, một SIM vật lý và một SIM kỹ thuật số. Bản Hàn nha, US 15.1. Cây này cái chức năng của nó là nó đang bị hỏng loa ngoài. Đấy, đang bị hỏng loa ngoài, thế nên là khi mà mình vào nhạc chuông là hay là đây, nhạc chuông là sẽ không có chuông đâu. Nhưng mà khi có người gọi đến là nó sẽ có rung nha. Đây, sẽ có rung cho mọi người. Vẫn có rung, không có chuông. Nói chung là cái cây này nó sẽ hỏng loa ngoài. Đấy. Cây này em sẽ giới thiệu thật kỹ cho mọi người, không mọi người nhầm lẫn. Cái này hỏng loa ngoài, thế nên là khi mà mình xem TikTok, đấy, xem TikTok cũng không có tiếng đâu nha. Xem TikTok cũng không có tiếng. Và cây này là nói luôn là bị chân mên, nên là nhà em sẽ thanh lý cây này cực kỳ là rẻ. Cây này mình có thể chơi game hay là Zalo, Facebook ok, nhưng mà không có loa ngoài, nên là xem TikTok hay YouTube không có loa nhé. Trừ khi cắm tai nghe, đấy, cắm tai nghe vào thì nghe thấy, chứ còn mình mở loa ngoài là không có nha. Cuộc gọi đến lắp sim, có người gọi đến mình nghe loa trong ok, nhưng mà bật loa ngoài ngoài không có tiếng nha. Đấy, nói rõ tình trạng cây này cho mọi người. Mên zin nhưng mà không sửa được, nên là bỏ qua nhá. Màn zin đấy, chức năng hỏng loa ngoài, pin thay mới 100%, bộ nhớ 128GB, thanh lý cây này giá 2 triệu nhá. SE2020 thanh lý cây này giá chỉ 2 triệu thôi. Đấy, mua nhanh thì còn nha. Có một cây duy nhất thanh lý giá cực kỳ là rẻ luôn nhé. Rồi tiếp đến là em có một cây XS đây. XS quốc tế 64GB nhá, hình thức phẩy. Đây, cây này hình thức phẩy nhỡ, lưng của nó bị ám cái ốp lưng cũ. Hình thức phẩy nhỡ nha. Đấy, có bong chóc sơn. Và nhà em đã dán tem An Thảo rồi. Pin zin theo máy 90%. Face ID nhạy bản Mỹ LL trên A. US 14.8 nhé. Đấy, XS quốc tế 64GB. Đây, có chảy ở góc này nhé. Đấy, hình thức phẩy nhỡ. Cây này em bán giá là 5 triệu 7 nha mọi người. XS nhỏ quốc tế 64GB, hình thức phẩy nhỡ, giá 5 triệu 7 nhá. Có một cây duy nhất thôi, khách lên đời. Khách lên đời chuyển sang XS ấy, XR ấy. Rồi tiếp đến là hai cây. Hai cây XR quốc tế 64GB.
XR quốc tế 64GB pin zin này 84 và 92%. Hình thức rơi vào 98 nhá, có cây thì được 99 mà tính 98 cho nó dễ. Đây, màu đen nhá. Máy Xenon nguyên bản full chức năng. Đây, máy Xenon nguyên bản full chức năng nha mọi người. Đây, pin zin theo máy 92% này. Đấy, bản Mỹ LL trên A. Đây em so sánh hai cái màn của XS và XR đây. Nếu như mà muốn pin trâu ấy thì mình sẽ dùng XR, còn muốn màn đẹp hơn thì dùng XS. Đấy. Mọi người mà dùng màn XR chưa quen thì cứ kêu màn xấu, nhưng mà em thấy nó cũng bình thường thôi à. Đấy, em dùng XR cũng một thời gian nên là em biết. Cái dòng XR này pin cực kỳ là trâu, mà ai không thích màn của XR thì mình mua XS đấy, hoặc là XS Max nhá. Đây. Đây nhá, em có hai cây XR quốc tế 64GB, hình thức đẹp khoảng 98-99% nhá, pin zin theo máy. Bản Mỹ LL trên A. Đấy. Máy Xenon nguyên bản, nguyên áp suất. Không còn gì để chê. Pin cực kỳ là trâu luôn và cũng sử dụng được hai SIM nhá, một SIM vật lý và một eSIM. XR hàng đẹp này thì nhà em bán giá là 5 triệu 9 một cây nha. XR và XS nhà em đều tặng sạc nhanh cho mình nhé. Đấy, tặng sạc cáp nhanh cho mình. XR và XS đều tặng sạc cáp nhanh cho mình nhé. Đây, rồi tiếp đến là còn hạ một cây đỏ và một cây trắng. Cái trắng này hôm trước có một anh bảo lên đời nhưng mà gần chục ngày rồi chưa thấy gửi máy về nên là em lại quay ra bán lại nhé. Đây, cây trắng này thì đẹp 99, còn cây đỏ này thì đẹp 98% nhá, pin zin theo máy 94 và 91%. Đấy. Máy zin nguyên bản cho mọi người luôn. Đây, 64GB. Dòng XR này nhà em không có 128GB đâu ạ, à, chỉ có 64GB thôi nhá mọi người ơi. Dòng này nhà em chỉ có 64GB thôi, giá là 5 triệu 9 một cây và tặng sạc cáp nhanh nhá. Máy bao zin và full chức năng, máy không một lỗi lầm nhỏ gì cả. Đấy. XR là 5 triệu 9, còn XS còn một cây đen bán là 5 triệu 7 nhá. Rồi cây SE thanh lý này thì giá 2 triệu nhá. Tiếp đến là cây SE 2020 còn một cây duy nhất. Pin zin theo máy 82%. Cây này hình thức đẹp 99 nhá, pin zin theo máy 82%. Đấy. Bản Hàn 64GB. Sử dụng được hai SIM nhá. Máy full chức năng không lỗi lầm gì cả, pin zin 82% này. Đấy, cây này pin zin thấp nên là em sẽ giảm giá xuống 3 triệu 9 nhá, còn một cây duy nhất thôi. Đấy, còn một cây duy nhất full chức năng này là hết lô SE 2020 nhá. Cái này giảm giá còn 3 triệu 9 thôi nhé. SE 2020 64GB, pin zin theo máy 82%. Giảm giá còn 3 triệu 9 nhé. Rồi tiếp đến là dòng 6S Plus nha mọi người. 6S Plus. 6S Plus quốc tế 16GB mất vân tay. 16GB mất vân tay, pin zin 80%. Cái này pin 80 thì nhà em sẽ thay mới cho mọi người. Đây, cái này hình thức thì phẩy. Hình thức phẩy. Ngoài mất vân tay ra thì tất cả các chức năng khác sử dụng bình thường. Main màn zin led luôn, bản Mỹ LL trên A nhé. Mất vân tay nhưng mà nút home vẫn bấm bình thường nha. Đấy, nút home vẫn bấm bình thường luôn. Màu vàng gold. 16GB mất vân tay, giá 1 triệu 8 nhé. Cây 64GB này pin 74, nhà em cũng thay pin mới cho mọi người luôn. Cây này hình mất vân tay, giá 2 triệu 2 nhé. Đây, 64GB. Bản quốc tế Mỹ LL trên A, mất vân tay. Main màn zin, giá là 2 triệu 2.
Cái này 32GB pin zin theo máy 84% nhé. Đây, hình thức phẩy. Cái này hình thức phẩy nên là nhà em bán giá là 2 triệu tư nhá. 2 triệu tư. 6S Plus quốc tế 32GB. Xenon full chức năng. Hình thức phẩy. Giá là 2 triệu tư nha mọi người. 2 triệu tư thôi. Quá là rẻ luôn. Rồi, đang có 2 cây 6S Plus quốc tế 32GB. Zin đẹp 99. Cây này thay pin mới và cây này pin zin 86% nhé. Hình thức đẹp 99 màu vàng gold. Đó, hình thức đẹp 99 màu vàng gold. Hàng đẹp này thì nhà em bán giá là 2 triệu 6 một cây nhé. 6S Plus quốc tế 32GB. Đây, 32GB US 15 nhé. Giá là 2 triệu 6 một cây. Và máy bao full chức năng luôn. Máy không lỗi lầm gì cả. Màu vàng gôm đẹp nét luôn. Giá 2 triệu 6 một cây nhé. Chuyển sang 7 nhỏ quốc tế 32GB. Đây, 7 nhỏ quốc tế 32GB. Em có 3 cây hàng phẩy. 3 cây hàng phẩy nhé. Có cây trắng này pin zin 93% này, còn cây vàng với cả cây hồng này thì sẽ thay pin cho mọi người. Máy zin nhá, máy zin nguyên áp suất, hình thức phẩy. Phẩy là có chày, đấy, phẩy là có chày, có xước hoặc là bong chóc sơn thì đương nhiên giá tiền của nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Cái lưng của nó này là bị chấm lấm chấm nhá. Tiền nào phải nấy nha mọi người. Hình thức phẩy này thì nhà em bán chỉ 2 triệu 450 nghìn thôi. iPhone 7 nhỏ quốc tế 32GB. Có cả màu đen nhám nhá. Nhưng mà hôm nay em nhỡ tay mang ra có 3 cây màu này rồi. Có cả màu đen nhám nha mọi người. Nhưng mà mọi người rất thích cái màu sáng đẹp. Hàng phẩy. Máy Xenon nguyên bản. Full chức năng không lỗi lầm gì cả. Giá 2 triệu 450 nghìn nhá. Đây còn hàng đẹp đây. 7 nhỏ quốc tế 32GB, zin đẹp 99, pin zin theo máy này 928580 và pin thay mới 100. Hàng đẹp này nhà em bán giá là 2 triệu 6 nhé. Đây, máy cũng rất là đẹp luôn. Có hai màu là màu hồng và màu đen nhám. Pin zin theo máy thì máy còn nguyên áp suất, chưa bung mở máy. Còn pin thay mới là không còn áp suất. Nhưng được cái pin thay mới thì mình sẽ sử dụng được lâu dài hơn. Tất cả đều bản 32GB và bản Mỹ LL trên A nha. US 14.4 luôn. Bản Mỹ LL trên A nhé. 7 nhỏ này màn của nó chỉ được 4.7 inch thôi. Và pin là 1960. Đấy, có 1 cam thôi. 7 Plus thì pin nó trâu hơn với cả nó có 2 cam. Còn iPhone 7 nhỏ này thì màn nó bé hơn thôi nhá, nên là pin nó bé, nó cũng pin nó cũng kém hơn so với 7 Plus là điều đương nhiên rồi. Rồi đến cái dung lượng cao hơn. 7 nhỏ quốc tế 128GB, pin zin theo máy 618180. Đấy, nói chung là ba cây này thì em sẽ thay pin mới hoặc là tặng kèm pin cho mọi người nhá. Cây này được cái US 12 luôn. 128GB. Hình thức phẩy đẹp, giá là 2 triệu 8 một cây nha. 7 nhỏ quốc tế 128GB. Zin phẩy đẹp full chức năng, giá 2 triệu 8 một cây. Đây, em đang có một cây 7 nhỏ quốc tế 128GB. Cây này pin zin theo máy 98% cơ. Đấy, cây này pin zin theo máy 98% nhé. Nên là bán đắt hơn giá 2 triệu 9. Pin zin theo máy cây này còn nguyên áp suất 100%, chưa bung mở máy nhé. Hôm qua có một anh chốt rồi mà anh lại đổi sang cây 6S Plus cho màn nó to. Anh chị nào mà thích màn bé dùng nó vừa tay thì mình có mua dòng 7 nhỏ. Còn thích màn to thì mình mua dòng 6S Plus nhé. Đây, iPhone 7 nhỏ quốc tế 128GB nhé. Pin zin theo máy 98%. Zin nguyên áp suất full chức năng nhá. Cái này em bán giá là 2 triệu 9 nha mọi người. 2 triệu 9 thôi. Đây là màu hồng. Đây. Màu hồng với màu vàng nó nhìn nó khác nhau cơ mà. Đây là màu hồng nhá. Giá là 2 triệu 9 cây này thôi. Rồi tiếp đến là còn sót 3 cây. 8 Plus quốc tế 64GB nhá. Đấy. Pin zin theo máy 87, 7
78 thì ba cây này thì em sẽ thay pin hoặc là tặng kèm pin mới cho mọi người luôn. Ba cây này hình thức của nó cũng rơi vào khoảng 98% nhé. Và máy zin bao zin full chức năng bản Mỹ LL trên A. Men màn zin đét vỏ zin luôn. Đấy. Bản Mỹ LL trên A nhé. Bao quốc tế trọn đời và reset dòng 2 thoải mái. Ba cây này thì hôm nay em giảm giá còn 4 triệu 8 một cây nha. 8 Plus quốc tế 64GB màu đen, hình thức đẹp đẹp phẩy 98% và bao full chức năng không lỗi lầm gì cả. Giá là 4 triệu 8 một cây nhé. Rồi chuyển sang dòng 7 Plus lớp. 7 Plus lớp 32GB màu sáng đẹp luôn. Pin zin theo máy 88 này, pin thay mới 100 này. Pin zin theo máy 89% này. Pin thay mới 100 này. Pin zin theo máy 83%. Pin zin theo máy 88%. Đấy. 7 Plus lớp 32GB. Màn to nha. Màn to 5.5 inch và pin của nó là 2009. Hình thức đẹp đẹp phẩy. Giá đồng giá là 3 triệu một cây nhá, 3 triệu một cây thôi. Và cái dòng 7 Plus lớp này thì đợt này thì 100% là sẽ dùng sim ghép. Đây là miếng sim ghép ở bên nhà em. Và sim ghép này là nhà em tặng kèm theo máy luôn nhé. Đây, sim ghép này là nhà em tặng kèm theo máy luôn. Và nếu mà mua thì nhà em bán 100.000 một cái. Và fix được từ 6S cho đến dòng cao nhất là 13 Pro Max nhé. Lắp sim ghép kèm sim của mình sử dụng bình thường giống như một máy quốc tế. Đấy, pin thay mới 100. Bản Mỹ LL trên A nha. 7 Plus lớp 32GB nha, màu sáng đẹp luôn. Đấy. Máy zin nguyên bản full chức năng. Màu sáng đẹp, zin nguyên bản full chức năng. Đồng giá 3 triệu một cây và tặng kèm sim ghép, sạc cáp cường lực, ốp lưng quay chọc sim cho mọi người. Đấy, nhận được hàng thì gọi video em chỉ fix sim. Em chỉ cách fix sim hoặc là làm theo hướng dẫn. Nhà em có cái bảng hướng dẫn chỉ mọi người fix sim. Đấy, chỉ mọi người fix sim nhá, màu rất là đẹp luôn. Đấy, còn ai thích màu đen thì cũng có màu đen luôn. Đấy, ai thích màu đen có màu đen luôn nhá. Và 7 Plus 32GB này không có màu đỏ đâu. Phải lên 128GB thì Apple nó mới sản xuất màu đỏ. Còn 32GB này thì chỉ có đen, trắng, hồng và vàng thôi nhé. Đồng giá là 3 triệu một cây. Hình thức đẹp đẹp phẩy nhé. Có đủ màu mọi người lựa chọn. Đợt này bán giá có 3 triệu một cây thôi, quá là rẻ. Rồi đừng quên là nhà em còn có tai nghe iPod 3 và tai nghe iPod Pro nhé. Tai nghe iPod 3 và tai nghe iPod Pro. Hàng new siêu chưa qua sử dụng. Giá là 400.000 và bao ship toàn quốc. Chức năng của tai nghe iPod 3 là định vị đổi tên sạc không dây. Và tai nghe iPod Pro là định vị đổi tên sạc không dây, chống ồn và xuyên âm. Tai Pro có thêm gioăng cao su nên là có thêm chức năng chống ồn và xuyên âm nha mọi người. Đồng giá 400.000 và free ship toàn quốc. Còn cái iPhone nhà em bán thì nhà em không bao ship nhá, ship 35.000. Bên quý khách hàng chịu phí phí ship giúp em nhá, và nhà em sẽ chịu phí bảo hiểm rơi vỡ mất hàng các kiểu. Nhà em vẫn còn là 8 Plus lớp 64GB. 7 lớp 32GB, 7 lớp 128GB. Đấy, mọi người cần mã nào thì cứ liên hệ qua Zalo và số điện thoại của em để nhà em tư vấn cho mọi người nhé. Thời gian làm việc là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Địa chỉ shop ở 28/8 phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Còn ở xa thì nhà em có ship code cho mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm thoải mái là mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nên vấn đề là cọc hay không cọc nó cũng như nhau thôi. Thời đại 5.0 rồi. Cái chuyện cọc 100.000 thì chẳng ai lấy của mình đâu. Đấy. Cái chuyện cọc đấy chẳng ai lấy của mình đâu. Chẳng ai đạp đổ cái uy tín của mình để lấy 100.000 tiền cọc đâu. Và máy nhà em trên video nhà em nói quảng cáo như thế nào thì khi mình nhận hàng, mình kiểm tra đúng hàng như vậy thì mình nhận.
Còn nếu như mà máy không zin hay là lỗi lầm gì cả hay là bị lỗi gì thì nhà em sẽ hoàn lại tiền cọc cho mọi người. Đấy, cái thời đại 5.0 rồi, cái tiền cọc đấy nó không quan trọng bằng cái uy tín mà phải đánh đổi 100.000 tiền cọc làm gì cả đấy. Và shop em là phải cọc nhà em mới gửi để tránh cái trường hợp bom hàng. Mình có trách nhiệm nhận hàng hơn. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Mọi người xem video cảm thấy video của em hay và ý nghĩa thì mọi người nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để em có thêm động lực làm thêm nhiều video khác. Xin chào tất cả mọi người.